Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ, chia sẻ, kết nối một thể thao vua. Bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Đó là pha đá biên của Hà Duy Kiên. Cối, đây rồi. Messi vào. Xinh Messi đã ghi bàn để khởi động thế bê tắc. Hàng phòng ngự bên phía Tân Cường trong pha bóng vừa rồi đã hơi chủ quan và đã để cho khoảng trống chết người khi để cho Sinh Messi đối đầu với lại thủ thành Ngọc Đức. Thế bế tắc đã lên. Bước một không thành công của Hà Duy Kiên nhưng vẫn còn. Đây là Hà Duy Kiên, cơ đẩy số lại cơ. Và đó là một màn ăn mừng theo kiểu suy nghĩ trong hành của Marcus Rashford. Người đã nâng tỷ số lên 2-0 đó chính là Hải Đăng. Hải Đăng đã gia tăng cách biệt dành cho đại diện đến từ xã Long Châu. Thay người bên phía Chi Long, như vậy là số 12 Tiến Thành sẽ được đưa vào sân để thay cho Sinh Messi. Có lẽ Việt Quang cần phải có những sự hỗ trợ từ phía đồng đội của mình. Đây số là 3-0. Và đó chính là Hà Duy Kiên. Một bàn thắng quá may mắn đến với lại Hà Duy Kiên. Bóng đập cột dọc nảy vào chân Hà Duy Kiên và nảy vào gôn. Vẫn là Việt Quang, đây rồi. Việt Quang không vào. Tay số là 1-3. 1-3 rồi. Cuối cùng thì Bom Dung cũng đã ghi bàn. Và thay người bên phía Chi Long, Tuấn Kiệt sẽ được rút ra và Sinh Messi cũng được đưa vào sân. Và Sắn cũng sẽ được rút ra. Thân Thượng cũng thay người. Việt Quang rút ra và Mạnh Tiến sẽ được đưa vào sân bên phía Thân Thượng. Như vậy là Văn Môn chỉ còn duy nhất đại diện quan đồ mà thôi. Bóng từ đi vào lưới. Câu trả lời đến từ Tam Tảo. Một đều. Rượt đuổi thế số. Oai vào sân. Ngay sau khi Minh Hiếu có bàn thắng thì có đổ đeo số 8 bên phía đội bóng Tam Tảo là ra vào. Đã có bàn thắng săn bằng tỷ số là 1-1. Hàng phòng ngự của các thủ bên phía đội bóng quan đồ đã chơi mất tập trung. Nữ Đặng Huế mở rộng. Cú sút quá đẳng cấp. Người ghi bàn là Quốc Hội, người con trai của huấn luyện trưởng Hoàng Men. Một pha đặt đồng đẳng cấp đến từ Quốc Hội. Không có cơ hội nào dành cho thủ môn Văn Khải có thể cản phá. 2-1. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn, giữ đuổi tỷ số. Một lần nữa thì quan đỏ vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-6 trong tham dự. Đều đến từ một thôn và một làng. Trước đó thì quan đỏ cũng đã có những giải đấu mà được có mặt. Như vậy tỷ số là 4-1. Và trích sót đến từ Huy Điền. Vâng, hâm mộ Marco Rashford nhưng yêu CR7. Một pha mừng rất siêu đến từ Huy Điền. Cuối cùng thì Huy Điền đã ghi bàn. Một pha dứt điểm nhanh như điện, đúng như cái biệt danh của anh. Phần trăm dân số là đỗ đại học và cao đẳng thì Phú Mẫn. Đây sẽ là cơi, tỷ số là 1-0. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến và đó chính là
Cường Lập. Bàn thắng thứ tư của Cường Lập ở giải đấu năm nay. Đấy, Cường Lập có được khoảng trống thì luôn là một mối nguy hiểm tuyệt vời. Tuy nhiên cũng hơi khó khăn dành cho Trọng Kiệt, và đây là cơ hội số loại cơ. Đó chính là Cường Lập và một pha ăn mừng theo kiểu Di Maria. Cường Lập đã có cú đúp cho riêng mình. Hai không để cho ô cách rồi. Trọng Kiệt. Trận đấu tiếp theo sẽ là một cuộc đối đầu. Coi tỷ số là 4-0. Bàn thắng ở chỗ này đó chính là Văn Mạnh. Rất có thể bàn thắng vừa rồi cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Cuộc của mình. Hiện tại anh đang chơi ở vị trí trung vệ. Lệch trái từ hướng tấn công đến từ đội bóng. Ôi ôi, như vậy thì sẽ đâu mà một lũ lộn xộn trong tay của Bá Luận. Đây rồi, con của mẹ đây rồi. Vâng, ăn mừng hơn cả Việt Nam vô địch World Cup. Đó chính là bà Lê Việt. Vô đội thay người trọng tài. Tùng Dương được đưa ra nghỉ. Vào sân là Ba Hiếu. Đội tuyển KK rất khéo léo. Sức điểm hay. Ông tên cầu tên đã ghi bàn. Nhưng trước đó cần phải nói đến tình huống di chuyển thông minh. Đi bóng đã đéo qua người đến từ Tân KK. Tân KK là kiến tạo. Nụ cười lại nở trên môi đến từ bà Lê Việt. Ngày hôm nay đã phải bỏ công không bán tàu phố để cổ vũ cho con trai. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.